Tôi xin chào tất cả anh em nhé. Mình là Phi Đàm đây, rồi chạy cho tỷ đô xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay là mình sẽ nói với anh em về dòng Alaska nhá. Đây, đây là một bé Alaska này. Đấy. Một bé Alaska tầm 5 tháng tuổi. Đấy, nhìn dễ thương lắm. Thì đối với anh em mà nhân giống cái ngành thú cưng ấy thì đối với ngành Alaska là một dòng Alaska là một dòng khá là bán chạy nhá. Bán khá là chạy bởi vì cho con nó rất là dễ thương. Đấy, khi mà nó tầm 2 tháng tuổi á, lông nó bồng bềnh, nó rất là đẹp và dễ thương. Đấy, khách hàng nhìn nó ưng liền. Đó, và khi lớn lên thì nó cũng dễ thương nữa. Nó không có quá phá phách như là Husky. Đấy, mà lông nó cũng đẹp, dài. Nhiều khi là nhiều người người ta nói là còn đẹp hơn cả Husky vì nó có bộ lông đẹp dài. Đó. Thì đối với dòng Alaska thì anh em có thể nuôi ở những vị trí như là Tây Nguyên đấy, đặc biệt là Tây Nguyên và miền Nam thì nuôi rất là ok. Miền Nam thì có cây cối cũng mát mẻ, nuôi rất là ok nhá. Thì dòng này nuôi thì hạn chế nuôi ở miền Trung thôi. Miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh rồi Quảng Trị các kiểu đấy. Mình nuôi cũng được, không có vấn đề gì, mình nuôi chơi cũng được, nuôi sinh sản thậm chí cũng được luôn nhá. Mình có hộ sinh sản đã ở Thanh Hóa đấy, người ta vẫn nuôi được. Nhưng mà anh em chăm sẽ cực hơn một tí bởi vì yếu tố thời tiết đấy, chăm cực hơn một tí thôi nhưng mà chăm thì vẫn được đó. Đây, dòng này là đẻ tốt nhá, đẻ thường là đẻ rất là sai, 6 bé, 7 bé, 8 bé, thậm chí 9, 10 bé cũng có nhá. Đó, chăm con cũng rất là khéo. Và dòng này thì chăm con thì nó dễ hơn những dòng khác bởi vì thứ nhất là ví dụ như dòng khác thì nó đẻ nhiều nhưng mà người tự tảng nó nhỏ thì nó cũng phải mình cũng phải hơi cực một tí mấy ngày đầu, còn như dòng này thì hầu như là mình không cực gì hết bởi vì tảng nó to mà nó đẻ cũng 7 8 con là nó cho bú sữa mẹ thoải mái. Đến tầm cỡ khoảng khi nào nó mở mắt á, cho con mở mắt lại mà biết ăn này hoặc là biết ăn một tí là mình pha sữa mình để đấy là được, không cần mình phải đút sữa hay là cho nó bú đấy, rất là dễ nhá. Đây, dòng Alaska màu này gọi là màu nâu đỏ này, cái này lưu này. Mình nuôi mình để lại làm giống này. Đấy. Có nhiều người hỏi lắm rồi chứ mà mình không có bán. Bởi vì là bé này á là hồi trước á là tội lắm. Đó, hồi trước là bị nuôi nhiều, mình nuôi nhiều quá mình không để ý được hết á, bị hạ bàn, và thứ hai là bị vấn đề về da, về nấm da. Đấy, và thứ ba nữa là không biết bị gì, tự nhiên là nằm tắm xong nhá. Tự nhiên tắm xong cái nằm ly bì luôn. Ví dụ như là buổi trưa mình tắm nhá. Buổi trưa mình tắm xong mình vào mình ăn trưa đấy, vào nghỉ trưa xong tầm 2 giờ ra thấy nằm trên 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 sàn, nó nằm ly bì dậy không nổi luôn đó, phải truyền nước 2 ngày liên tục thì nó mới hết được đấy. Anh em mà nuôi dòng thú cưng mà ở Tây Nguyên thì cứ liên hệ mình nhé, đặc biệt là dòng Alaska nuôi rất là hợp với thời tiết ở chỗ mình nhá. Mình thì cũng ở Đắk Lắk, cũng ở Tây Nguyên. Đấy, thì mình có gì mình nói đấy, chia sẻ cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh của mình. Anh em nào mà thích cái dòng này, Alaska, đấy, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đấy, mình sẽ chỉ cho anh em và chia sẻ anh em chi tiết hơn, rõ ràng hơn trong quá trình trao đổi nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành và thành công với công việc của mình nhé.